Đối với tác phẩm này thì chúng ta sẽ chú ý cho chị về nhân vật bé Thu. Một cái nhân vật mà đến tận bây giờ đã có rất nhiều bạn gây tranh cãi, đúng không ạ? Rằng là cái con bé ấy nó gan góc hay nó bướng bỉnh? Rằng là cái con bé ấy nó làm sao ạ? Cái con bé ấy nó rất là yêu bố hay nó khá là có một cái tính cách mạnh như vậy, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và cùng nghe thêm nhé. Để nếu như chúng ta vào cái tác phẩm này thì hy vọng rằng là các bạn sẽ có một cái nhìn khác đi. Các bạn sẽ có một cái cách phân tích khác đi. Đấy, về cái nhân vật bé Thu này. Chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Thứ nhất, trước khi bé Thu nhận ra ba. Trước khi bé Thu nhận ra ba thì nó là một người như thế nào? Thế thì các bạn thấy rằng là chúng ta đọc ban đầu ấy, có rất nhiều ý kiến cho rằng là cái con bé Thu này sẽ hơi theo cái giọng của chúng ta nhé, theo cái cách nói của chúng ta là nó sẽ hơi láo tét một chút, đúng không ạ? Thế nhưng nói như vậy là quá nặng lời với một con bé 8 tuổi. Bởi vì đơn giản là gì ạ? Như thế này nhá, nó rất yêu cha của nó các bạn ạ. Thật ra bé Thu nó rất là yêu cha của nó. Bởi vì mặc dù 8 năm có những đứa trẻ nó sinh ra, đúng không ạ? 8 năm nó không biết bố nó là ai. 8 năm làm sao ạ? 8 năm bố nó không quay trở về. Thế nhưng mà bé Thu nó luôn có một cái niềm tin rằng bố nó sẽ quay trở về. Bởi vì mẹ nó luôn nói với nó như vậy. Và luôn có một cái bức ảnh của bố nó và mẹ nó chụp để nó biết được rằng nó có một người cha. Và người cha ấy vẫn luôn sát cánh cùng với nó. Bé Thu nó rất thương cha của nó chứ, đúng không ạ? Rất thương. Đấy là cái điều chúng ta phải nói với nhau. Cái thứ hai là gì? Cũng không hẳn là khi ông Sáu quay trở về, nó không nhận ông Sáu là, nó không nhận ra ông Sáu là cha đâu. Các bạn có thấy không ạ? Nếu như chúng ta dùng cái suy nghĩ của chúng ta để chúng ta nhìn cái tác phẩm này thì có khi ngay từ khi con bé nó gặp, nó biết đấy là cha của nó đấy. Nó biết ông Sáu là cha của nó đấy. Bởi vì chính mẹ nó cũng nói với nó rằng là đấy là cha của nó mà. Chính bác ba người đi cùng cũng nói với nó rằng đấy là cha của nó cơ mà. Đúng không ạ? Chính những người hàng xóm, chính những người mà nó yêu thương, bà nội, bà ngoại, đúng không? Cũng nói với nó rằng đấy là cha của nó cơ mà. Thế nhưng tại sao nó dứt khoát nó không nhận người ấy là cha? Đúng không ạ? Đúng là con bé này nó khá là có cá tính và nó rất là bướng đấy. Thế nhưng có khi ngay từ đầu nó biết đấy là cha của nó, nhưng nó không chấp nhận được. Nó không chấp nhận được cái vết sẹo ấy đã khiến người cha đó trở nên như thế nào. Đúng không ạ? Nó không chấp nhận được là cái chiến tranh đã tàn phá, bởi vì nó quá ngây thơ để hiểu rằng là bố nó phải làm cái gì, bố nó phải hy sinh cái gì thì mới có cái vết sẹo đấy. Bé Thu nó chưa nhận thức được cái điều đấy. Đấy là một sự cố chấp của một đứa trẻ con, nó rất cố chấp. Nó cố chấp rằng là đấy, nó dứt khoát không gọi một tiếng ba. Mặc dù các bạn phải hiểu rằng bé Thu là một cô bé rất là thông minh, và có khi tự nó cũng biết rằng đấy là ba của nó rồi, đúng không ạ? Thế nhưng mà đấy cũng là một cái nét tính cách để sau này khi cha của nó đã mất đi, khi nó nhận cái chiếc lượng vàng đấy, nó trở thành một cô giao liên, nó trở thành một cô thông tin liên lạc để tiếp nối cái ước mơ cha của mình. Và cái lý do lớn nhất chị tin rằng để bé Thu trở thành một cô giao liên đó là để làm cho cha mình tự hào, đúng không? Đấy, thế cho nên chị hy vọng rằng là chúng ta sẽ phân tích bé Thu ở dưới cái góc độ là một đứa trẻ con nhá. Thứ nhất ạ, khi mà ông Sáu, chúng ta thấy không, khi mà ông Sáu, khi mà về thì ông Sáu xúc động quá, đúng không ạ? Khác với hình ảnh bác ba không phải, bác ba chỉ là một người dưng thôi, đúng không? Thế nhưng ông Sáu xúc động quá, ông Sáu cứ giang tay ra và mấp máy môi, mong muốn con nó xả vào lòng mình. Thế nhưng làm sao mà được, đúng không? Chúng ta cũng như thế thôi, chúng ta gặp một người lạ mà quá mức là thân thiết với chúng ta cũng cảm thấy khó chịu chứ, đúng không ạ? Đấy, thế nên là mặc dù đều là những người lạ lần đầu tiên gặp với bé Thu nhá, nhưng nó đưa con mắt nhìn bé ông ba, nó đưa con mắt nhìn bác ba như một ánh mắt cầu cứu. Chứ nó không có một ánh mắt như vậy đối với cha của nó. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi ông Sáu xúc động, khi ông Sáu bồi hồi thì cái vết sẹo nó giật giật lên trông rất là đáng sợ. Đúng không? Trông rất là đáng sợ. Thế cho nên là bé Thu nó thà rằng nó cầu cứu một người lạ, nhưng lành lặn như bác ba, còn hơn là, đấy, còn hơn là nó xà vào lòng ông Sáu. Đúng không? Mặc dù lúc đó cả ông Sáu và bác ba đều là người lạ của nó. Thế nhưng cái điều đầu tiên chúng ta đã thấy cái sự tàn phá của chiến tranh, nó đã khiến một con người hình hài, một con người lành lặn có thể trở nên đáng sợ như thế nào, đúng không nào?
Con bé nó từ đi từ cái sự ngạc nhiên rồi đến hốt hoảng. Nó tròn xoe đôi mắt của mình. Đúng không ạ? Nó tròn xoe đôi mắt, mặt nó thì tái đi. Nó vụt chạy và thét lên cầu cứu. Nó vụt chạy và thét lên cầu cứu. Nó cầu cứu ai? Nó cầu cứu mẹ của mình. Đúng không? Đấy, tại sao lại là cầu cứu mẹ ạ? Bởi vì lúc này con bé nó chưa có một cái, nó chưa bao giờ được gọi một tiếng ba đâu. Cho nên cái người duy nhất mà nó coi là cái người thân đấy là má má. Đúng không nào? Đấy, thế cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là cái con bé Thu này, đầu tiên, đây là cái phản ứng rất tự nhiên thôi. Đúng không? Thứ nhất, đây là cái phản ứng tự nhiên và nó không có gì, chưa có gì để nói rằng con bé này nó như thế nào cả. Đây là một cái sự phản ứng tự nhiên của cái sự hốt hoảng. Khi nó gặp một cái người mà có cái vẻ bề ngoài hơi đáng sợ, đúng không ạ? Và còn là một người lạ trong những lần gặp đầu tiên đã. Đấy, cái thứ hai là gì ạ? Ông Sáu có 3 ngày nghỉ phép, đúng không nào? Và cái ấn tượng đầu tiên của con bé Thu đối với ông Sáu nó đã quá tệ như vậy, đúng không? Nó đã quá đáng sợ như vậy. Vậy thì có gì hy vọng ở những ngày tiếp theo nữa? Khi mà ông Sáu thì cứ dồn hết cái tình cảm để bù đắp cho bé Thu, nhưng con bé thì cứ lạnh nhạt, xa cách. Nó thậm chí tỏ ra ngang ngạnh và bướng bỉnh, đúng không ạ? Nó kiên quyết không gọi ông Sáu một tiếng ba, kể cả trong những hoàn cảnh gì éo le nhất. Nó nói trống không với ông Sáu như là gì ạ? Khi mà má nó nói rằng là vô gọi ra gọi ba ra ăn cơm thì nó nói là gì? Vô ăn cơm, cơm chín rồi. Hay là cái con bé này nó rất là đáo để ở cái việc là nó rất là bé, đúng không ạ? Và mẹ nó giao cho nó cái công việc là nấu cơm. Và nấu cơm bằng bếp củi ngày xưa các bạn biết rồi đấy. Thì khi nó sôi nó sẽ bị trào cái nước ra ngoài và nó dễ bị tắt củi. Và cơm sẽ bị khê, cơm sẽ bị cháy hoặc là chưa chín. Thế thì người ta sẽ phải chắt bớt nước ra, đúng không? Để cơm làm sao ạ? Để cơm có thể chín, có thể dẻo và không bị trào nước ra ngoài. Thì con bé này nó bé quá, nó không đứng đến, đúng không? Và nó còn sợ bỏng nữa, cho nên ban đầu nó rất là sợ về cái việc là nó sẽ phải rất là sợ về cái việc là nó chắt nước cơm. Nó chắt nước cơm. Thế nhưng mà đến cái mức độ như vậy, nó cũng không gọi ông Sáu là cha. Nó cũng không gọi ông Sáu là cha mà nó chỉ bảo là gì? Cơm sôi rồi, chắt nước dùm cái. Đúng không? Các bạn thấy cái giọng điệu này có giống nói với một người bạn không? Có giống nói với một cái người mà ở đậu ở đâu chứ không phải một người trong gia đình của nó. Đúng không ạ? Đấy, con bé nó cơm sôi rồi, chắt nước dùm cái. Đấy, các bạn thấy không ạ? Một cái giọng điệu nó sẽ hơi láo một tí nếu như theo suy nghĩ của chúng ta. Thế nhưng nó thà như vậy, một cái con bé rất bướng bỉnh và cũng là một cái nét tính cách để sau này nó trở thành một cô giáo liên can trường và dũng cảm. Đúng không ạ? Để nó trở thành một cái người mà tiếp nối những cái gì mà ba nó để lại. Để nó làm sao để xứng đáng với cái tình cảm của cha nó. Nó làm sao để xứng đáng với cái chiếc lược ngà hàng ngày vẫn cài lên cái mái tóc của nó. Mà cha nó thậm chí đã hy sinh khi còn chưa đưa đến tận tay của nó cái chiếc lược ngà này. Đúng không nào? Cho nên chúng ta thấy rằng là đấy cũng là cái nét tính cách mà nó hình thành từ bé của một cái con bé này. Để sau này nó sẽ làm được những việc lớn hơn. Thế nhưng nó rất đáo để từ bé là gì? 8 tuổi. Nhưng ai ép, ai gọi, kể cả những người mà nó sợ nhất như mẹ, như bà, nói nó cũng dứt khoát không gọi cha nó là ba. Không gọi cha nó là ba ơi, cha ơi. Đúng không ạ? Bởi vì trong suy nghĩ của nó không chấp nhận đây là cha của nó. Chỉ có một người cha nó chấp nhận thôi, là cái người cha ở trong hình, là cái người cha hoàn toàn lành lặn, là cái người cha không có cái vết sẹo giật giật trên má như ông Sáu đâu cả. Như chị đã nói rằng là gì ạ? Con bé nó biết đấy là bố của nó đấy. Chỉ là nó không chấp nhận được sự thật mà thôi. Và chúng ta cũng như vậy. Có rất nhiều lúc chúng ta cố chấp, đúng không? Có rất nhiều lúc chúng ta cố chấp không muốn tin một điều gì đó, mặc dù nó sờ sờ ra trước mắt mình. Bởi vì đấy là những điều chúng ta không muốn tin. Đấy là những điều mà đối với chúng ta nó không phải là điều để tin. Thế nhưng nó vẫn hiện ra trước mắt. Thế nhưng nó vẫn ép buộc chúng ta phải tin rằng là gì? Đấy là điều đã xảy ra với chúng ta. Và cái điều, cái cố chấp của con bé nó cũng thể hiện về cái việc nó luôn tôn thờ bố của nó. Nó luôn tôn trọng một người cha gì? Nó luôn tôn trọng một người cha lành lặn.
nó luôn tôn trọng một người cha mà, mặc dù đã xa cách nó đến 8 năm. Đúng không? Đó. Được chưa nào? Đó, thế thì chúng ta có thể thấy là như thế. Đấy là cái con bé đấy trong 3 ngày, đúng không? Và thế nhưng trong 3 ngày đấy thì làm sao ạ? Có một cái điều nó đã lên đến đỉnh điểm. Nó đã lên đến đỉnh điểm, đúng không ạ? Là gì? Khi mà con bé nó đã bướng quá rồi, khi mà con bé đã nó đã vượt quá mức sức chịu đựng của ông Sáu rồi, đúng không ạ? Giống như chúng ta cũng như thế thôi, con run xèo lắm cũng quằn. Và một cái đứa nhỏ mà ông Sáu đã dành hết tình yêu thương cho nó, nhưng nó lại lạnh lùng hết lần này đến lần khác, cự tuyệt cái tình cảm đấy của ông Sáu. Thì ông Sáu cảm thấy rằng là không được tôn trọng, và ông Sáu rất tức giận. Và một người đàn ông thì chúng ta thấy rằng là đàn ông thì bao giờ cái sự tức giận của họ cũng khá là kinh khủng, đúng không? Đấy, thế thì khi mà ông đến cái đỉnh điểm là ông Sáu gắp cho nó cái miếng trứng cá và nó hất ra ngoài, đúng không ạ? Đấy, đây này. Cái chi tiết mà ông Sáu gắp cho nó cái miếng trứng cá và nó hất ra ngoài, đây chính là cái gì? Đỉnh điểm. Đúng không ạ? Đây chính là cái sự đỉnh điểm. Đó, là ông Sáu đã gắp cho nó cái miếng trứng cá thì nó hất ra, khiến cho gì? Cơm bắn tung tóe. Đúng không nào? Đấy. Thế thì cái điều đấy dĩ nhiên đối với chúng ta hay đối với chính con bé Thu thì đấy cũng là một cái điều sai rồi, chúng ta không có gì để ngụy biện cả. Đúng không ạ? Đấy là cái sự sai hoàn toàn của một cái con bé 8 tuổi, kể cả đối với người lạ nó cũng không được phép làm như thế. Đúng không? Huống chi đây là một cái người mà thậm chí trong suy nghĩ của nó có khi nó biết đấy là cha của nó đấy. Nhưng mà đôi khi cái điều mà nó hất ra nó vừa là cố tình, nó vừa là vô tình. Đúng không? Đấy, thế nhưng nó vô tình nó cũng đã khiến cho cái người bố của mình tổn thương đến cùng cực. Và ông Sáu đã giơ tay đánh vào mông nó. Sao mày lì quá vậy? Đúng không ạ? Thế nhưng mà cái đấy nó đã xé toạc. Nó đã xé toạc cái mối quan hệ cha con mà ông Sáu vẫn vun đắp. Và ông Sáu dường như đã biết rằng đấy là tận cùng rồi. Và ông Sáu không thể làm thế nào được nữa. Đúng không? Thế nhưng không thể làm thế nào được nữa. Thế nhưng các bạn ơi, cái sự bỏ đi của con bé Thu nhá, đôi khi nó không phải là sự giận dỗi đâu. Đôi khi nó không chỉ dừng lại ở cái việc là con bé đấy nó ghét ông Sáu đâu. Đúng không ạ? Mà khi nó bỏ đi, dường như là nó để suy nghĩ lại chính mình. Đúng không? Và suy nghĩ về cái việc là tại sao ông Sáu lại phản ứng mạnh như vậy, và đó có thực sự là bố của mình hay không? Nếu như đó là bố của mình thì dĩ nhiên cái hành động của mình là sai hoàn toàn rồi. Đúng không ạ? Đấy. Các bạn hiểu ý này chưa ạ? Ok. Chị ơi, có thể quay lại em ghi xíu được không ạ? Rồi, ok nhá. Chị sẽ để cái này một xíu nhá. Có bài nào cũng thể hiện tình cha con như vậy không chị? Cái chủ đề tình cha con trong thơ, trong văn xuôi thì không nhiều đâu. Em có thể liên hệ với bếp lửa về tình cảm gia đình, em có thể liên hệ với người lính. Thế nhưng mà có một cái đoạn thơ mà có một cái đoạn thơ chị muốn gợi ý cho các bạn về cái bài Chiếc Lượng Ngà này, được không ạ? Đây là một cái đoạn thơ mà chị thấy rằng là khi chúng ta liên hệ về cái này thì nó sẽ rất là hợp lý, bởi vì là nó rất là hay các bạn ạ. Đấy, các bạn có muốn liên hệ bài này không ạ? Đấy là cái bài Báng Súng của Hoàng Trung Thông. Đối với cái bài Báng Súng của Hoàng Trung Thông thì gì ạ? Ông ấy đã viết như thế nào? Ta lại viết bài thơ trên báng súng. Con lớn lên đang viết tiếp thay cha. Người đứng dậy viết tiếp người ngã xuống. Ngày hôm nay viết tiếp ngày hôm qua. Người hôm nay viết tiếp người hôm qua. Đúng không? Cái bài này thì nó nói về cái giai đoạn sau. Cái giai đoạn cái Chiếc Lược Ngà ấy nó dường như đã là một cái sự chuyển giao giữa thế hệ ông Sáu và thế hệ bé Thu. Nó không chỉ là cái tình cảm cha con được đặt trong Chiếc Lược Ngà đấy, mà nó dường như còn là sự trao truyền thế hệ về Chiếc Lược Ngà.
Thế cho nên các em có thể liên hệ là gì ạ? Ta lại viết bài thơ trên báng súng. Con lớn lên đang viết tiếp thay cha. Người đứng dậy viết tiếp người ngã súng. Ngã xuống người hôm nay viết tiếp người hôm qua. Đúng không? Đấy, các bạn có thể liên hệ cái bài đấy. Đấy là bài báng súng của Hoàng Trung Thông nhá. Báng súng của Hoàng Trung Thông ạ. Thế còn bình thường thì chúng ta có thể viết về bếp lửa này. Chúng ta có thể viết về những cái bài nói về tình cha con. Nói với con của Y Phương nữa. Nói về tình cha con thì sang kỳ 2 các bạn sẽ được học nói với con của Y Phương. Thế nhưng mà đấy là một bài thơ của một người dân tộc miền núi nhắc nhở con của mình. Khi mà nguyên nhân, ok ạ, đấy. Nói với con của mình, nhưng nếu như các bạn có sách kỳ 2 của lớp 9 ấy, thì các bạn có thể liên hệ nói với con của Y Phương với lại chiếc lược ngà nhé. Các bạn ơi, các bạn có thể chụp lại màn hình giúp chị nhé. Rồi, ok ạ, chúng ta sẽ đến với những phần tiếp theo các em nha. Như chị đã nói, khi mà cái con bé Thu này nó sang nhà bà ngoại, và cái khoảnh khắc mà nó nhận ra ông Sáu, đúng không ạ? Nó nhận ra ông Sáu là ba. Lớp cha trước, lớp con sau đã thành đồng chí chung câu quân hành. Được, bài này được. Nhưng mà cái bài này thì liên hệ về cái sau nữa ấy. Cái sau khi mà đã thành chiếc lược ngà rồi ấy, khi mà đã có chiếc lược ngà và con bé nó trở thành cô giáo Liên ấy. Chị ơi, chị có đăng lại trên YouTube không ạ? YouTube thì không em ạ. Buổi live này chị sẽ lưu lại trên page. Em có thể xem trên page nhá. Thế còn các chị đang đang có những cái bộ video thôi. Và có những khóa học đấy sẽ được giảng trực tiếp bằng những cái như thế này. Thì các em có thể nhắn tin về fanpage nếu có nhu cầu về khóa học. Và các bạn ơi, cuối buổi live ngày hôm nay nhá. À, bây giờ cũng gần cuối buổi live rồi đúng không? Chị bật mí cho các bạn được không ạ? Bắt đầu từ 12 giờ đêm nay đến gì ạ? Đến hết tuần này, các bạn sẽ có một cái deal sách, đó là deal sách 1.000. Rẻ chưa từng có luôn. Đấy, các bạn lớp 9 sẽ có rất nhiều những cái ưu đãi dành cho sách. Và chúng ta sẽ là gì ạ? Những cái quyển sách mà chỉ có 1.000 thôi, đúng không ạ? Bởi vì đây là sẽ là cái đợt mà flash sale của cuối năm. Đấy, flash sale của cuối năm. Thế cho nên các chị đang có những cái đợt sale là yêu sách 1.000 từ 12 giờ đêm nay. Thế nhưng mà số lượng rất là có hạn thôi. Không phải là các bạn cứ đặt sách là các bạn sẽ được nhận cái đấy đâu nhá. Thế cho nên là từ 12 giờ đêm nay các bạn hãy theo dõi ở trên page, được không nào? Những cái bộ sách của lớp 9 cũng có rất nhiều cái deal như vậy. Đấy, sẽ được giảm giá này, sẽ có cái deal 1.000 này. Đó, thế cho nên là bắt đầu từ 12 giờ đêm nay, tức là 12 giờ đêm ngày thứ 6 đấy, sang ngày thứ 7 đấy. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái deal sách đấy ở trên fanpage. Ở trên fanpage của Học Văn Chị Hiên Trung học cơ sở và kể cả fanpage Trung học phổ thông nữa. Bạn nào mà chúng ta có cái nhu cầu mua sách đợt cuối năm này, đấy, bởi vì đây sẽ là cái deal sách không chỉ là Giáng sinh này mà còn là cuối năm nữa. Thế cho nên là các chị sẽ giảm giá rất sâu về những cái ấn phẩm dành cho tất cả các bạn nhá. Đấy, chị giảng bài làng với lặng lẽ Sapa chưa ạ? Rồi em ạ. Ở trên page có bài làng và lặng lẽ Sapa rồi nhá. Đấy, thế thì đấy cũng sắp hết buổi live rồi thì chị sẽ cùng với các bạn một chút. Đấy, chị sẽ thông báo với các em một chút. Bây giờ thì các bạn đặt sách chưa có đâu. Từ 12 giờ đêm nay nhá, 0 giờ 00 phút ngày hôm nay. Được chưa nào? 0 giờ 00 phút từ ngày hôm nay. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái deal sách này. Được không? Đấy, các bạn đồng ý không ạ? Đấy, sẽ là một cái đợt giảm giá gần như là cuối cùng của năm nay dành cho các bạn lớp 9, dành cho các bạn trung học cơ sở, dành cho các bạn trung học phổ thông đấy. Thế cho nên chị hy vọng rằng là đối với cái đợt này các em sẽ hay nhanh tay thôi nhá. Và nếu như chúng ta có mất một chút xíu tiền ship, đúng không ạ? Thì nó cũng chẳng là gì so với một cái cuốn sách ấn phẩm đến từ Học Văn Chị Hiên cả. Cho nên từ 12 giờ đêm nay các bạn hãy theo dõi thông tin ở trên page nhá. Các chị sẽ cố gắng đưa tới cho chúng mình. Và chúng mình hãy đặt tay nhanh nhất, bởi vì là không thể lần nào mà bạn nào đặt sách cũng có cái deal 1.000 được, đúng không ạ? Sẽ được giảm giá rất sốc. Nếu như không có deal 1.000 thì chúng ta cũng có rất nhiều những cái deal giảm giá và những cái mã voucher giảm giá sách. Cho nên các bạn theo dõi ở trên fanpage nhá. Đó. Rồi, ok. Sinh ơi, em có thể xem lại bài làng với lặng lẽ Sapa mà chị đã lưu ở trên page, chị đã giảng rồi nhá. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái phần tiếp theo. Đấy là, vậy thì khi cái con bé bướng bỉnh này nó nhận ra bố của nó thì nó có một cái sự chuyển biến tâm lý như thế nào, đúng không ạ?
Con bé này nó giận dỗi khá là hay đấy. Khi mà nó bỏ đi nó cũng phải khua cái gì ạ? Nó khua cái dây giống như cái dây xuồng ấy các bạn ạ. Đấy, cái dây mà buộc cái thuyền mà ở cái mương nước ấy. Đấy, nó khua rộn ràng lên cho mọi người cùng nghe thấy. Như để thông báo với mọi người là gì ạ? Như để gây sự chú ý. Một cái sự giận dỗi rất trẻ con, đúng không? Nhưng cái sự giận dỗi đấy nó ngay lập tức nó nguôi đi khi mà gặp bà ngoại. Và không hiểu, tác giả thì không phân tích kỹ điều này, nhưng chúng ta cũng ngầm hiểu rằng là bà ngoại đã phân tích cho nó về cái hậu quả của chiến tranh. Và cái con bé này một lần nữa nó rất thông minh, đúng không? Nó thông minh lắm. Thế nhưng nó trớ trêu ở điều gì? Nó trớ trêu là nó quyết định nhận ra ba của nó quyết định nhận cha khi mà đến cái thời điểm cuối cùng nó có thể gặp cha của mình rồi. Nó quay trở về nhà cũng là lúc ông Sáu phải quay trở lại đơn vị. Và có thể chúng ta thấy rằng là đối với những người ở lại thì sẽ còn nhiều cơ hội nữa. Nhưng đối với ông Sáu, nhưng đối với những người lính thì lần này là lần đi cuối cùng, cũng là lần về cuối cùng. Ông đã hy sinh. Anh Sáu đã hy sinh mà chưa kịp để lại những kỷ vật gì cho vợ con của mình cả. Thế cho nên cái này nó chính là cái sự nghiệt ngã của chiến tranh. Chúng ta phải nói được cái điều đó. Nhớ. Đúng không nào? Nó nghiệt ngã quá, đúng không ạ? Một cái sự nghiệt ngã mà đây là một cái sự nghiệt ngã có thật. Có rất nhiều người ngoài kia họ đã ra đi khi mà gia đình của họ còn chưa biết gì cả. Đúng không ạ? Đấy. Khi mà gia đình của họ vẫn chưa biết rằng là họ đã hy sinh, hay qua rất nhiều năm đến bây giờ thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp, đúng không ạ? Những cái đám tang mà làm sao ạ? Không phải của những người mà mới mất, hay là của những người mà vừa mới qua đời, mà đã có những cái đám tang người ta gọi là anh hùng liệt sĩ. Đến bây giờ thì họ mới được làm đám tang. Đúng không? Em không thấy bài làng, em có thể thêm rõ chị nhớ là bài làng chị ghi là hướng dẫn ôn tập đề lặng lẽ Sapa. Và ôn tập làng của Kim Lân, chị lưu ở trên cái fanpage này luôn em này. Đấy, chị lưu ở fanpage này luôn ý. Đúng không em? Đúng không các bạn? Đấy, đến bây giờ người ta mới được làm đám tang, đến bây giờ người ta mới được công nhận là đã qua đời. Đến bây giờ người ta mới được tìm thấy hài cốt liệt sĩ. Đúng không ạ? Những cái điều đấy nó cay đắng với những người ở lại lắm. Khi có những bà mẹ Việt Nam anh hùng đã qua đời, khi mà những đứa con của mình hy sinh ở đâu mẹ còn không biết. Đúng không? Chúng ta cảm thấy rằng là có một cái gì đấy nó quá là đau đớn với những người ở lại. Và nó dường như là chiến tranh đã cướp đi tất cả mọi thứ của con người. Có những bà mẹ Việt Nam anh hùng ăn một bữa cơm có 9 cái bát. Có 9 cái bát thì có 8 cái bát không, bởi vì đó là những đứa con của cụ. Đúng không ạ? Có những ngôi mộ vất vưởng mà người ta ghi là ngôi mộ vô danh. Thế nhưng làm sao ạ? Không ai nhớ mặt đặt tên nhưng họ đã làm ra đất nước. Bài đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. Nếu như mà những con người này họ đã trân trọng cái tình cảm gia đình, cái tình cảm cá nhân riêng tư hơn tình cảm đất nước, hơn cái sự độc lập của dân tộc thì sẽ làm gì có đau thương mất mát, đúng không? Làm gì có đau thương mất mát với chính họ, nhưng sẽ có đau thương mất mát với toàn thể cuộc sống của chúng ta sau này. Thế cho nên họ đã hy sinh cái gì? Hy sinh cái lý tưởng riêng để có thể vun đắp lý tưởng chung của dân tộc. Thế cho nên cái sự nghiệt ngã trong cuộc gặp gỡ cuối cùng này của bé Thu và ông Sáu là cái sự nghiệt ngã có thật. Và nó đã trở thành cái ám ảnh chiến tranh của chúng ta trong suốt những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cô bé đã đột ngột thay đổi trong sự ngỡ ngàng của ông Sáu và mọi người. Đúng không nào? Con bé nó sầm lại buồn rầu và nó như nghĩ ngợi một cái điều gì sâu xa. Nó nghĩ cái gì? Có khi nó đang ân hận, có khi nó đang hối hận vì những gì đã đối xử với bố nó. Nhưng cũng có khi nó đang vẩn vơ suy nghĩ rằng sau ngày hôm nay hay là ngay lúc này nó phải làm gì, bởi vì bố nó đã sắp quay trở lại đơn vị rồi. Đúng không? Khi mà con bé nó bắt gặp cái ánh mắt trìu mến và buồn rầu của ba,
thì đôi mắt mênh mông của nó bỗng xôn xao. Những cái từ ngữ của Nguyễn Khoa Sáng chúng ta thấy rằng làm sao ạ? Đặc tả rất rõ cái tâm lý của một đứa trẻ con. Tâm lý của một đứa trẻ con qua cái hệ thống từ ngữ như vậy, xôn xao, sâu xa, đúng không? Đấy, sầm lại nó buồn rầu. Những cái từ mà nó không quá nặng về cái mặt là tâm lý, thế nhưng nó đúng để nói về những đứa trẻ con, đúng không nào? Đó. Và đây nó lại tiếp tục là một cái đỉnh điểm nữa. Nó đã khiến cho tình cha con và ông của bé Thu và ông Sáu được thừa nhận là gì? Con bé nó, khi ông Sáu khẽ cất lời từ biệt, thì con bé mới chịu kêu ba một tiếng đến xé lòng. Ba! Đúng không ạ? Ba! Nó kêu rất to, nó kêu rất vang. Và nó kêu như muốn khóc nức lên về tiếng ba của nó. Con bé nó chạy xô lại ôm chặt lấy ba mình. Nó hôn ba và hôn lên cả cái vết thẹo dài như một sự thừa nhận rằng cái người cha của nó bây giờ là phải là cái người cha có vết thẹo cái kìa. Đúng không? Nó thừa nhận đây là ba của nó. Và làm sao ạ? Cái người ba mà bây giờ nó gọi tên không phải là một người ba lành lặn, không phải người ba trong tấm hình, đúng không ạ? Hay không phải một người ba mà nó tưởng tượng ra gì cả. Đây là một người ba đứng trước mặt nó, dù rằng người ba ấy có vẻ rằng không được hoàn thiện, dù rằng người ba ấy có những khiếm khuyết trên cơ thể, nhưng bây giờ nó đã hiểu rằng cha của nó đã phải vượt qua những điều gì, cha của nó đã phải đánh đổi những điều gì để có được, đúng không ạ? Những ngày nghỉ phép như thế này, để trên gương mặt có thêm một vết thẹo, nhưng lại có thêm một ngày được quay trở về sống với nó. Đúng không? Đúng không? Con bé nó thông minh lắm đấy, chứ không phải là nó chỉ có mỗi bướng bỉnh đâu, nó rất thông minh, đúng không ạ? Và nó cũng biết tự nhận thức về cái sự lỗi lầm của mình nữa. Đấy, khi mà cái lúc này dường như là nó gặp ba nó chắc đâu đó được 10 phút, 15 phút. Nhưng đấy là 15 phút có ý nghĩa trong cả cuộc đời của con bé. Để đến sau này cái 15 phút đó là cái lý do, đúng không? Là cái lý do để nó trở thành một cô giao liên. Để làm sao ạ? Để cái lý do để nó trở thành một cô giao liên. Để cái lý do để nó tiếp nối cái truyền thống của cha ông. Để nó tiếp nối cái truyền thống của bố nó. Đúng không? Ta lại viết bài thơ trên báng súng con lớn lên đang viết tiếp thay cha. Người đứng dậy viết tiếp người ngã xuống, người hôm nay viết tiếp người hôm qua. Đúng không ạ? Đấy, đấy chính là cái bài báng súng của Hoàng Trung Thông mà chị nói với các bạn ấy. Đời con sẽ tiếp nối đời cha, đó là cái việc, đó là cái điều mà không một cái kẻ thù nào có thể đánh thắng quân địch, à có thể đánh thắng Việt Nam. Và cái sức mạnh của Việt Nam là sức mạnh bất tử. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là cứ người này ngã xuống sẽ có người khác đứng lên. Cứ thế hệ này ra đi sẽ có thế hệ khác tiếp nối. Đúng không? Cái truyền thống đấy chúng ta thấy rằng là cha của nó đâu truyền cho nó cái con bé Thu này. Cha của nó đâu truyền cho nó cái tình cảm từ những ngày đầu tiên của cuộc kháng chiến. Từ những ngày nó sinh ra nói với nó rằng là sau này con lớn lên, con lại tiếp nối truyền thống của cha. Cha nó không bao giờ nói với nó như vậy. Nhưng chính cái vết sẹo ấy, chính cái nỗi đau của chiến tranh và chính cái sự hy sinh của cha nó, đúng không ạ? Đã nuôi lớn lên một con bé Thu bướng bỉnh nhưng can trường. Một con bé Thu có phần gì? Có phần lạnh lùng nhưng rất gan góc và dũng cảm. Đúng không ạ? Đấy chính là cái gì ạ? Đấy chính là cái sự... Đấy chính là cái huyết mạch đang chảy trong mỗi con người Việt Nam. Rằng chính bản thân họ khi lớn lên và khi sinh ra đối diện với dân tộc, họ có trách nhiệm và sứ mệnh bảo vệ cho dân tộc của mình. Đó là ông Sáu, đó là bé Thu, là bác Ba và cả nhiều những con người ngoài kia nữa. Họ đã ngã xuống để ngày hôm nay chúng ta đứng vững, đúng không ạ? Cái xương máu của họ đã hòa vào đất, để ngày hôm nay đất của chúng ta là một vùng đất độc lập. Để ngày hôm nay chúng ta đứng trên một đất nước hòa bình, chúng ta phải nhớ lấy điều đấy. Và ngày hôm nay, đúng không ạ? Chúng ta phải tri ân họ. Chúng ta đâu cần tri ân họ bằng là phải tôn vinh họ một cách cao sang. Chúng ta chỉ cần không bao giờ quên đi họ. Thì đấy đã là sự tôn vinh cao nhất.
Và có một người lính đã nói rằng là gì ạ? Hòa bình hôm nay khó để lấy lắm, cố lấy mà giữ, đúng không ạ? Phải cố, dù có như thế nào cũng phải giữ lấy cái nền hòa bình độc lập của dân tộc, bởi vì cái nền hòa bình ấy khó lắm, đúng không? Lặng lẽ Sapa chị ôn theo đề đấy em ạ. Em có thể xem cái đề mà chị ôn tập hôm chị ôn đề luyện có lặng lẽ Sapa nhé. Chúng ta thấy rằng là gì ở đây? Ở đây chị để cho các bạn hai cái phần suy ra từ con bé Thu này, đúng không nào? Trong khoảng cách chia ly thì mọi khoảng cách đã bị xóa bỏ. Bé Thu không che giấu cái sự gắn bó và tình cảm của mình dành cho ba của nó, đúng không? Hay là Nguyễn Quang Sáng đã miêu tả những biến đổi tình cảm của bé Thu và tô đậm cái tình yêu thương cha của cô bé. Qua đó ta thấy bé Thu là một cô gái gì? Bướng bỉnh, gan góc nhưng cũng rất giàu tình cảm. Chúng ta thấy rằng đó sẽ là những cái từ ngữ mà nói nhiều nhất về người con gái này, về cái cô bé này, một cái cô bé rất bướng bỉnh nhưng cũng rất can trường, đúng không?